Đây, kể rõ. Bào sẵn rồi, chút xíu mình làm đồ chua đó. Còn đây là thính. Bây giờ mình khìa thịt nha. Thịt của mình chín rồi đó nha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt nhỏ nha. Để mình trộn đường. Dạo tắm mình nó vừa nấu vừa xong rồi cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Để mình cối, để mình xay thịt để mình làm chả. Mẹ Trinh thích ăn da cho nên là lấy thịt và mẹ xay để làm chả luôn. Rồi, cả nhà ơi, xay sạch xong. Bây giờ mình pha để mình làm chả nha cả nhà. Chép lên mặt, khi mình lấy xong thì mình chép lên mặt cái lòng đỏ trứng gà. Đó, gia vị của Mai Trinh sẽ để đây hấp sạch đó. Còn cái này, cái khuôn đó là mình để chả vào để mình hấp. Đó, bây giờ đây mình có thịt. Bây giờ mình bỏ tất cả vào để mình rút nha. Đường, muối, hạt nêm, dầu ăn, nấm mèo, rồi mình cái đây là mình có cái này bún xào, cái rồi đây mình có ba cái hộp gà, mình bỏ vô nha. Ba cái nhưng mà mình lấy ra một cái để lát mình trép lên trên cái mình để lên trên cái mặt để cho nó vàng cái nhà. Còn này mình để lại ha, cái này mình để lại. Rồi đây hỗn hợp mình đã làm xong rồi, bây giờ lắp nha. Đây Mai Trinh có lót cái miếng giấy wrap thực phẩm á, mình để lót mấy dưới đi, lát rồi mình lấy lên cho nó cái tô cái dĩa mình nó không có dơ. Đó, nồi hấp của Mai Trinh, bây giờ Mai Trinh bỏ vô nồi hấp rồi đó cái này. Bây giờ cả nhà, gia đình nhỏ của Mai Trinh là thích yêu thịt ba rọi, cho nên là mình sẽ làm thịt ba rọi, mình làm để mình thay thế sườn. Ở đây thì mình có nước, cả nhà biết ở đây là nước hành. Mình ướp thịt mình nướng mình chiên á thì mình có nên lấy hành sống, nếu mà mình để hành sống á, thì nó mau khét, nó dễ khét, cho nên là mình Trinh lấy nước nóng rồi mình sẽ để bằm hành thì mình để vô mình lấy cái nước thôi. Bây giờ mình trộn tất cả hỗn hợp vào để mình ướp thịt nha. Đây là mình có tiêu, còn đây là muối, đây là một chút rượu trắng nha. Còn đây là nước cốt chanh. Đây, dầu ăn của mình đây. Còn đây là nước mắm. Cái này nè là chất để mà ướp nướng thịt, gia vị ướp nướng thịt. Đây là tương ớt. Còn đây là mật ong. Mật ong thì bên của mình nó lạnh quá thì nó đặt lên luôn. Rồi xong sẽ quậy nha. Rồi bây giờ mình ướp nha. Thì mình ướp khoảng tùy theo mình. Nếu mà mình có thời gian á thì mình ướp trước á, mình để á, thì nó sẽ thấm hơn á cả nhà. Còn này á, thì Mai Trinh sẽ ướp trong vòng có 1.5 tiếng thôi thì phải cho xong rồi thì chiên phải ăn rồi. Tại vì cái này mình làm là ngày thường cho nên là làm món này thì nó nhiều công đoạn.
Làm ngày thường thì bây giờ mình tranh thủ mình làm rồi, chút xíu mình còn phải đi làm nữa. Cho nên là thời gian nó... Dì trả cho mình xong rồi. Nó có gì hay không? Mình nổi lên. Thịt nha cả nhà. Đây mình có bì đây. Bì hồi nãy mình trụng rồi, cho nên là mình cũng đã làm cho nó sạch sẽ rồi. Và mình thêm nha cả nhà. Đây thì mình có muối. Bây giờ mình ướp cái bì trước. Còn cái thịt mình không có làm cái thịt trước nha. Mình ướp cái bì rồi xong. Cái đây là hạt nêm. Hạt nêm mình bỏ như vậy. Còn đây là mình có thính. Thính mình làm cho nó tơi ra. Cô Mai Trinh đã phát ấy xong rồi. Và mình Trinh lấy cái này, mình Trinh lấy vô bì luôn để cho nó thơm luôn ha. Đây, đó, nãy mình mới làm nè. Với lại nó bóng cái, bây giờ mình để thịt mình vào nha. Đây, bì. Đây, cả nhà ơi. Cơm tắm của Mai Trinh đây. Cơm tắm thời điểm nha cả nhà. Mai Trinh rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi Mai Trinh. Và Mai Trinh cũng đã xong rồi. Và Mai Trinh sẽ dùng đĩa. Rồi còn sẽ sẵn đi làm nữa. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Hẹn gặp cả nhà ở lại clip kế tiếp. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà luôn luôn lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, nhớ luôn được nhiều may mắn nhé. Bye bye cả nhà.